Cái gì đấy? Tao đập cho phát giờ. Đĩa. Bỏ ngay, tao đang mò con lươn in. Ây. Ây, chỗ này đâu? Mò được đấy, mò được đấy. Mày móc đi. Ây, đây, đây, đây. Đây là cái ruộng người ta nuôi bí mà nè. Thế nên nó không sâu đâu. Chà, chà, chà. Còn nhanh ơi, nhanh. Anh hai. Đây rồi. Mày thế, có cái hang đấy. Hất lên bờ luôn, hất lên bờ luôn. Hất lên bờ luôn. Anh ơi, anh ơi. Đây, đây, đây. Đây, cho đây luôn, cho đây luôn, cho đây luôn. Mày á người. Chúng là con lươn rất là phê đấy. Tí nữa mọi người chạy thấy. Nhưng như ở chỗ này thì bắt được này. Nhưng mà bên khung bên này sẽ khó bắt hơn. Sâu. Tại vì nước nó sâu thử đi xem nào. Nếu mà nông anh em mình đi móc cho mọi người xem. Không cần cậu. Ôi, em câu đó. Đây này. Ở đây không phải hang này. Ui, chỗ này. Ui, anh làm được mà em câu được à? Im, tao thử xem. Rồi. Ui. Cái tôi là sâu luôn. Nó chạy tuột lắm đấy. Úi giời. Ba con đi xả. Cho mày đấy, anh. Từ từ mày giữ, mày giữ, mày giữ. Cứ phải cẩn thận. Đấy, mày mà rơi thì rơi vào sơ. Hàm lắm bọn này. Bọn này gỡ không khéo là nó chạy mất út ra, nó trườn nhanh lắm. Mày nhìn thấy nó chưa? Kìa gì? Đây này. Nó đang tụt xuống như kìa. Đây này. Đây nhá. Đúng chỗ cỏ cỏ. Đây. Đây này, kìa kìa. Đấy. Ôi, nó đang tui là nhanh lên. Vô đi. Vô được nó. Con này dễ ăn không? Vô đi ơi, nó đang tui. Ui vướng. Ui. Ôi. Thôi. Sụt thế nhỉ? Nó chạy bố nó rồi. Anh nhâm nhảy á. Bảo cho em câu thì chả cho. Ui. Chỗ này thì không bắt được nó. Ở nhà bảo là cho ra cho em đi câu. Ra chân. Chân đây đây. Chân xách lươn còn gì chân nữa. Chân xách lươn cứng. Ây da. Nói chung là cầm cần. Con nó cầm không câu. Câu đâu. Đây thật cho mày câu một con. Ừ, anh chừa đi. Khôn đấy. Nói chung là không phải lúc nào cũng thành công mọi người. Nó được nó kiểu như là mình không ngờ chỗ này nó thụt thế. Như là bước xuống nếu mà như mình cái chỗ rãnh rãnh này. Bước đấy, những cái rãnh này nếu mà có lươn cũng khó bắt được nó khi nó chui vào hàng ấy nhá. Trừ những con nào nó đi ăn ấy. Bước trong cái bể tre à. Ừ, đây đây đây. Bên này nó nhiều, bên này nó mới rộng. Rộng. Để em câu con này cho. Này, cầm lấy. Thôi. Nó im không? Đớp đi. Đấy. Sát mồm nó rồi. Chết. Chưa. Ê mắc mắc. Đi. Ui. Vẫn ở đây, vẫn ở đây. Bọn lươn nó ngu lắm. Sát. Sát. Đấy. Ui. Mày phải giật mạnh vào. Ui trời ơi, đóng then rồi, đóng then rồi. Đấy, phải giật mạnh như thế nhá. Kiểu nó đớp một phát mày phải giật. Lật một phát. Em giật như thế giật, là đủ không cần, rồi. Không cần phải giật mạnh hẳn lên mà phải giật làm sao cái đầu cần này là bật một phát đấy. Đấy. Nó bật một phát như thế này là được này. Như thế này là gần mất này. Gần đi mớm, gì? Mớm một tí lưỡi đây này. Rồi mồm con lươn này nó bé tiêu tiêu. To đùng như tí gì. Đấy. Rồi. Trơn. Này thành quả của em mà anh mà làm chồng nha. Em bắn bỏ. Đấy. Móc kem con run, câu bắt nữa nào. Khoái này, bắt đầu ngấm rồi. Phê lắm, câu lươn phê lắm. Đang chập tối nó khoái đang... Khoái như kiểu câu cá lóc ấy nhỉ. Đang chập tối nó đang ra ăn đấy. Ui, đang mưa này. Cái... Mưa rơi lại rơi. Càng ok mà. Rồi, đấy chẳng mình đây. Kiểu gì, đằng lỗ ra kìa. Kiểu gì có. Tí nhanh lên. Ngõ thấy là phải bảo em đấy, không phải ầm lầm đâu mà. Ấy, kìa. Đó. Kìa.
Rơi á. Nhanh nhỉ. Này, câu đi. Ủa, đi 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 sang. À, sang sang lại khu bên này này. Khu trên này ở dưới này nó kiểu nó bể tre nó kia lắm. Mà nó thoáng nó động thế nào ấy. Mày mồm to quá vậy. Em nói nhỏ thế lại còn. Em nửa là mọ lại lại sổng ra đấy. Không bao giờ. Ê. Rồi cứ lên bờ cho chắc. Đây, thành quả của anh em mình đây. 10, 12 con nữa. Hơn 10 con chả biết được, không nhớ. Đúng rồi, em câu được 4 con rồi đấy. Đấy. Đây. Toàn luôn đại ca mọi người ạ. Toàn con gọi là có số má đấy. Số má phết đấy. Đây. Khoảng được tầm hơn chục con. À, mày mày lấy đi. Mày lấy cho tao cái dao để tao thịt. Mưa rồi. Hãy về đi. Kệ. Mổ ngay này có muối mới cả do đâu mà thịt được. Vuốt lấy cái lá kia rồi vuốt. Vuốt nhanh nhanh nhanh. Đi về ăn đi, lâu lắm mới được ăn. Bữa lâu to đến rồi đấy. Về đây nhỉ. Mưa rồi. Là ngái đi, hai là ngái vuốt là hết mà. Anh đứng sang luôn. Kia mà lấy, anh sang kia mà lấy. Ông chuẩn bị bà cái chuỗi rồi. Ừ thôi, nói chung là anh em mình sẽ đem về nhà thịt để cho nó sạch sẽ. Tại vì cái lươn này nó rất là nhớt. Thế là cần rất là nhiều muối này và do bếp để cho nó vuốt được cái hết cái nhớt của nó thì mới ngon được. Về nhà nó sẽ sạch và ngon. Về nhà làm siêu phẩm. Ơi, cái quả này có phải làm dễ không ấy? Đếm nha. 1 em, 2 em, 3 em, 4 em, 5 em, 6 em, 7 em, 10 con. 10 con. 10. 10. Ok. Sao em không có cháo luôn? Cháo ấy nhỉ? Đấy. Nó cháo hay là gì? Đấy. Đây nha, bao giờ con lươn nó phải xít thế này này. Cầm vào vuốt, vuốt nó còn khó ấy. Đấy, thì mới là sạch nhé mọi người nhá. Đấy. Đấy, mọi người thấy, đây, xem gần. Đấy. Thấy quả thiết kế độc đáo chưa? Quá đẳng cấp luôn. Nhưng mà anh ơi, phải đặt một cái cơ que lên. Không, không cần, bây giờ mày cứ thế này cho tao. Đấy, 4, 5 con một luôn. Mỗi người 5 con. Ai làm người ấy ăn, không ăn thì không làm thì ăn đừng hối. Nha, đấy. Chạy thang ra. Đấy, mọi người thấy ngon chưa? Đơn nướng phải thế này là ngon. Đấy. Con. Này, em phải xếp đẹp thế này chứ. Định ra nấu cháo mà lâu lắm. À, gì nhỉ? Cái này vừa chỉ nhanh thì còn vừa ngon. Nếu mà muốn ngon, cũng ngon nữa thì cắt khúc ra, xiên vào xong rồi xiên với thịt và chỉ kẹp giữa ấy, thì cũng ngon. Nhưng mà thôi, để lần sau. Lần này thì anh em mình nướng theo kiểu câu cái này bài. Dễ ổn mà tại vì bọn này đúng ngu. Bọn này rất thính mồi. Đấy, đằng sau là ngôi nhà 800 mét vuông của anh em mình nhé. Biệt biệt thủ Kama TV nhé. 800 mét vuông đấy. Bao nhiêu tỷ đấy? Ít tỷ đấy. Chưa hoàn thiện thế nên là đang còn rất là bừa bộn. Anh em mình còn định nói chung là sẽ có khu chăn nuôi và khu vườn ao chuồng ở khu vực ngôi nhà 12 tỷ của anh em mình. 800 mét vuông vị trí là xây hết 12 tỷ mọi người nhé. Và chỗ này sẽ là một cái ui, anh chuồng, đi. Dài dòng đấy nhỉ? Chuồng chó cảnh này. Nói chung là mình định sắp xếp rất là nhiều thứ ở đây. Kiểu như là một cái biệt thự xong rồi mình đào ao cá, nuôi cá koi ở xung quanh cái biệt thự này. Đấy, và sẽ tuyển mấy em gọi là chân dài về xích vào đây để gọi là làm thỉnh thoảng á thì gái như mình ra đồi vẫn quýt sáo vẫn chạy nhung đi ra rồi. Wow, ngon ngon đã xoăn luôn nhỉ anh nhỉ. Trời ơi mày. Thấy ngon chưa mọi người? Thơm lắm. Đừng có dính lửa. Than đi đầy. Đừng có nướng lửa. Mệt ngon nha. Thì ăn nướng lửa cháy đuôi rồi. Đấy. Ui bằng đây. Sắp tối rồi, nướng nhanh này. Ui chà. Ê, mọi người thấy cái video này tồi gió. Tồi gió. Ui bạn bè. Mọi người xem nào. Bạn bè của mình, anh em mình đấy. Nào. Nói chung là bàn bia bây giờ là
đang không có cơ hội sử dụng vì dịch nên anh em mình cất bỏ hết để gọi là không tụ tập đông người. Đấy. Còn đây là món lươn anh em mình vừa mới nướng xong nhá. Đây trời. Trời ơi, ngon chưa mọi người? Con này ngon không này? Nhìn như cá gì ở ngoài biển ấy nhỉ? Cá lươn này, cá trình, cá chiếc gì ấy. À, chén ấy. Mời tất cả mọi người nhé. Ăn cùng anh em mình nha. Thơm lắm. Trời ơi. Thịt nó chắc nhỉ? Trời ơi, rồi ăn được cả chua mà. Quá tuyệt vời mọi người ạ. Ngon. À đấy, từ từ ta vào lấy coca đã. Có coca mọi người ạ. Đấy. Trời ơi, ngon quá. Ăn nè. Ta cũng phải vào chén đây. Ôi, ngon. Ôi, thôi xin phép mọi người mình cũng phải vào cuộc đấy chứ không thèm quá rồi. Đây là toàn bộ sản phẩm của anh em mình. Trời ơi, mọi người thấy chất chơi chưa? Ngon không? Quá là tuyệt vời không? Trời, như kiểu xiên thịt là đấy á. Ui, tuyệt vời quá. Hôm nay không uống bia à? Mời tất cả mọi người nhé. Thôi, hôm nay uống nước ngọt cùng má vị cho nó tình cảm. Tình cảm gì cũng cùng ấy. Này là đặc biệt không uống bia để sức khỏe, gọi là chống Covid, phải đấy, chúc mọi người gọi là chống Covid thành công như anh em mình, quá là tuyệt vời. Đây, và sau đây là một pha ăn lươn đời mới đây. Không, theo kiểu là ái nữ. Thần phiếp ấy. Thần phiếp. Thần phiếp đang đầy ngủ. Mà đại ca là bọn nô tì. Thần phiếp ấy. Thần phiếp nó tìm ấy luôn không? Này, ăn cả xương ngon. Này, anh ơi, tớp thịt một bát từ trên này rồi nhé. Tước. Hai. Sụp. Đây, tạm tước rồi. Đây. Sụp. Tước riêng thịt. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Tước riêng thịt bằng dài. Ngon à? Ấy, thấy chưa? Ngon chưa? Hôm nay mình kiếm cái lươn to. Lươn cháo. Lươn to ấy. Không, mọi người thấy cái lươn gần bằng này chưa? Ở mình cũng có đấy nhưng mà ít lắm, ít đánh được con những con thế đi soi đi vào gặp con rồi phải ao bỏ ngoang lông thôi. Đúng rồi, tầm nó phải tầm rơi về tầm 3-4 lạng. U trời thật to lắm. Đây này nói không phải điều gì bằng đúng cái củ này, con lươn đấy. Đấy, nói chung con đấy mà thịt già thái một khúc thế này, lấy xiên thịt nướng như thế này, thái khúc một là khúc con gì đó, không đập mất ngon, để nguyên xiên qua bạn nha, xong rồi lại kẹp một miếng thịt ba chỉ xiên vào nhá, kẹp miếng lươn xiên xen kẽ nhau nhá, cướp tiếp gia vị. Không còn gì mà nói. Nhưng mà nướng lươn kiểu này cũng ngon mọi người ạ, thơm lắm. Ai đi qua chắc là hít hơi là rất dãi. Thịt nó siêu chắc luôn. Mày biết lươn đầu to nhất không? Nhiều nhá. Lươn to nhiều ạ, phải kể đến bãi mảng. Thật, nói không điều chứ. Thật sự ra chợ mua lươn mình cũng bảo là nếu mà mình là kiểu người đi mua lươn ấy, tại mình biết là ngày trước mình đi đánh lươn thì thật sự là để mà đánh lươn bán ngày trước ấy, lâu rồi, từ cái thời Napoleon từ chục năm rồi, đánh ở những cái chỗ là người ta bốc mộ lên đó, là những cái hố có lươn rất là to, thật luôn, thề luôn,
trên ca khúc nữa, trên bãi tham ma, trên 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 làng bãi tham ma làng mình, khi người ta bốc cái mải mưa xuống lươn nó rạch từ làng, không phải rạch từ kia mà nó có một cái ao dưới kia, nói chung là không biết làm sao là nó xuống được khu đấy. Luôn có những con làng này thật. Nhưng mà thế nên là anh em mình cứ chơi kiếm được cái gì chẳng cái đấy, cả chợ bây giờ không tin được một con này. Đánh lươn ui rồi thì đắt, người ta bốc mộ lên nước rồi bán cái cuốn hết.